Ok, nào hôm nay quay trở lại với cả con game này đây. Ôi, nãy giờ đánh toàn sấp mặt là thôi. Nãy giờ mình đánh 3-4 trận rồi, toàn sấp mặt, chả được trận nào ra hồn nữa. Thì hôm qua mình có chơi rồi và mình cũng lên mạng mình tìm hiểu, thì con game này nó có một vài có nhiều cái nó khá là hay ấy. Thì tí vào mình sẽ cho mọi người xem. Thì con game này thì dành cho ai chưa biết thì nó là game kiểu dạng như PUBG, nhưng mà nó là kiểu bối cảnh thần thoại Hy Lạp. Người thần Zeus sẽ gửi 100 người hoặc là bao nhiêu người đấy xuống dưới cái vùng đất, xong rồi sẽ nhặt vũ khí rồi chém nhau giết nhau, đến người nào sống sót cuối cùng thì người đấy thắng. Nó như PUBG thôi nhưng mà nó là chủ yếu là vũ khí cận chiến, và nó bối cảnh là thần thoại Hy Lạp. Về bộ quần áo là biết rồi. Thì nó ngoài những cái vũ khí ra thì trong này còn có những cái phép thuật và nhiều thứ khác nữa cơ. Phép thuật là thì mình phải đến những cái đền thờ của các vị thần, mình học những phép thuật của các vị thần đấy, lát nữa mình cho mọi người xem. Tìm trận lâu nha. Ôi, cuối cùng cũng tìm được game, vãi cất, lâu vãi cất luôn. Cái con em mà thỉnh thoảng nó tìm trận rất là nhanh nhưng mà thỉnh thoảng cũng rất là lâu. Có vẻ mình đang bị đơ như cây cơ, ping có vẻ hơi cao. What the hell? Đây rồi. Ping có vẻ hơi cao, hơi cao. Ủa cái gì đấy, thằng nào này? Ui, ping cao quá. Thằng này chắc nạp tiền à? Năm anh. Chơi, chơi nạp tiền, chơi nạp tiền mua skin, chơi nạp tiền mua skin. Mấy thằng này áo choàng hết này. Nạp tiền mua skin này. Nạp tiền mua skin này. Thì con game này nó sẽ có những cái đền thờ này, là Temple of Zeus này, rồi đo khát test này, và các cái chỗ như là Temple of Athena này, Poseidon Temple này, những cái chỗ này nó kiểu như nó sẽ đến và sẽ học được những cái phép thuật. Đến đấy thì sẽ học được những cái phép thuật của những cái vị thần, kiểu kiểu như thế. Thì ở cái góc này thì tất cả đều bị xa quá, mỗi cái Temple of Zeus này thì nó gần, nhưng mà Temple of Zeus này thì gần nhà thì chắc chắn nó sẽ rất đông, nên mình thử xem ra cái chỗ bằng HD này xem. Mình chưa ra chỗ bằng HD bao giờ, thử ra học phép của HD xem. Mình cũng không, mình chưa chưa học được mấy cái này bao giờ, mình mới chỉ học được mỗi lần học được của Zeus. Học được của Zeus là nó ra cái set giật, dùng thực tin set giật thôi, còn các cái khác mình chưa học. Học của Zeus này đông lắm, nhảy xuống thì toàn tay to hơn chân đập mình, đấm nhau loạn xạ lên, tranh nhau miếng cơm manh áo đấy. Ôi nhảy, và có vẻ nhiều thằng, nhiều thằng nó nhảy theo mình đấy, không đùa đâu. Ô, có vẻ nhiều thằng đấy, Be gone. cái hướng này là hướng bay về đấy mà. Canh ơi, nhường em, đường em cạnh ơi, dưới này, ngay dưới này luôn. Cái này hình như cái cánh cổng của thần thần chết, cánh cổng của thần chết ở chỗ nào? Ui, chỗ này nó hoang tàn vãi, đúng kiểu chỗ của thần chết luôn. Nhưng mà đường vào ở đâu? Cho hỏi khí không phải. Cái này không không có. Các chỗ của mấy thằng kia là cái đèn, còn chỗ thằng này thì không biết là cái gì. Nó cánh cổng địa ngục, cánh cổng thần chết ấy, cánh cổng của Hades. Nhưng mình không nhìn thấy cái cánh cổng nào đây cả. Chả biết đường vào ở đâu luôn.
tập mặt luyện rồi. Anh ơi, à đây đều 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 đều. Có phải đây, có phải đây, có phải đây. Ủa nhìn hàng nhìn ghê vậy cứt ạ. Chỗ của thằng này ở trong hang. Không biết có ai vào đây trước mình chưa. Ô hello anh. Hello. Hello. Mình có thể không đấm nhau được không? Có vẻ là không. Đâm vào mày. Đâm vào mày. Đâm vào mày. Mẹ cha chứ. Ui đấm như thế mà nó không chết này. Yudin. Ok sau màn sắp bật vào thì mình đã quay trở lại đây. My judgment is swift. Và bây giờ mình sẽ nhảy ở. Có lẽ vẫn nhảy ở đây đi. Vẫn nhảy ở. À rep đi. Hơi xa một tí nhưng mà ít thôi nhỉ. Càng xa càng tốt thật sự. Mình già mà đánh nhau lúc đầu. Be gone. Không lại, không lại. Cố gắng nhảy xa một tí vậy. Khả năng là không tới. Không tới, không tới. Tới gần gần rồi, không tới gần gần lắm. Không sao, chạy bộ ra. Đạt, có thằng chưa? Phải cất nó có thằng nó còn có ngựa chứ. Vãi lèn rồi. Anh gì ơi? Tại sao? Tôi chỉ muốn yên ổn thôi mà. Được rồi. Anh chàng lấy vũ khí, anh chàng này lấy vũ khí. Tao đâu có muốn hại ai, tao muốn đánh ai đâu. Gì đây? Cái này cái gì? Thắt lưng tím cũng được. Mình có cái giáo để phi. Cãi cho nó học trước, tí mình học sau được. Mấy cái đấy thì nó học nhiều người được mà. Người này học xong người khác vào học lại cũng được, chả sao hết. Ui cái thằng ấy nó nhảy xuống nhanh vậy. Nó nhảy xuống nó lút đồ ở đây rồi xong nó đi rồi mà mình biết mới xuống đến nơi phải cất ạ. Cái giáo ở phi phế đấy. Phi đi không chặt lại chứ. Thế rồi mắt ạ. Mất mẹ đi. Đây 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 tím. Ngon. Ổn rồi đấy. Giờ thích chuyện đánh nhau luôn. Cái hang ở đâu nhỉ? À, cái hang ở trong vòng mà nên mình cứ ung dung thôi, chả phải sợ. Rút đồ xong hết này thì áo, mũ, gậy. Cái hang nó quanh quanh đây này. Quanh quanh cái hang à, cái quả núi này. Quanh của núi này đây rồi ở đâu không phải đâu ấy nhở đẹp nãy mới đi núi kia thì nó gần hơn mình đi này đi vòng mẹ luôn. Mình chưa học xong chưa? Đừng bảo bao lâu ấy mà còn chưa học xong nhá. Học xong đi để tao vào học. Đỡ phải tranh giành với ai. Có vẻ là nó học xong rồi, nó đi rồi.
cho mày vắng rồi bà đánh. Ủa nhìn chó bắt đầu gây vãi cứt, cho mày nhìn ghê vãi, nhìn này nhảy không có chết đâu. Học được phép thuật của thần chết hát đẹp, không biết phép là phép gì. Ta học xong thử thử chết luôn, chết luôn. Ô cái gì đấy, nó kiểu nó bắn vào cái quả cầu. Đang vừa chơi bớn trẻ nó bắn vào cái quả cầu không biết có tác dụng gì. Ôi té rồi, xong việc rồi. À, cho tao ra cho tao test skill nào. Ở kia một con ngựa, không biết có phải ngựa với thằng cầu á không phải không, đúng nó rồi ấy. Không tới xa quá. Thì em đứt lút rồi, chẳng có đéo à, hòm chúng không luôn vậy cứ đợi. Bây giờ em dựa té rồi, có đồ rơi đồ vãi thì không đều có thôi, té té thôi, té thôi, học một phép rồi. Ở đây không ghi rõ được cái phép này. À đây, đi đây gửi cái đi đầu vua, không hiểu lắm. Ra cho test thử cái. À mình biến nó, mình đưa nó vào thế giới khác à? Mình đưa nó vào thế giới khác trong 20 giây, what the hell? Sao nó biến mất luôn rồi? Ảo ảnh Berlin. Ui nó lại ra. Ui thằng có, thằng có, thằng có, thằng có, thằng có. Nhờn mấy tao à? Nhờn mấy tao à? Nhờn, nhờn à? Nhờn à? Không đánh tan đít mày, tan đít mày. Cơ hóa này, cơ hóa này, biết tao là ai chưa? Ngộ không đây, ngộ không tái thế đây. Ui đồ này ngon lắm. Ngon lắm, ngon lắm. Ờ. Ô cái này cú bắp. Nó không có giáp, thằng ấy nó không có giáp, mình có giáp, mình hơn cơ, mình hơn cơ. Cái này mình có rồi. Đồ này nó cũng không ngon lắm. Chẳng có nếu. Hơi phiền. À. Gậy đánh khá là hay nha, gậy đánh nhanh lắm. Gậy đánh rất nhanh luôn. Mình thử dùng với người mình nào. À không cùng với người mình được, nghĩa là chỉ dùng với người đó thôi. Đưa đến thế giới khác trong vòng 20 giây. Khá hay, khá là ngon, khá là ngon. Và bây giờ mình cần máu. I need máu.
đen ít máu. Ở đấy có một con ngựa này. Mà coi gì? Mũ, hai máu. Máu ai ăn thì nó hơi phí một tí nhưng mà thôi kệ. Thôi mình cảm thấy mình vô đối vãi cứt rồi. Vào rô rồi. Có skill bá đạo rồi. Thực ra cái skill không bá đạo lắm, mình cảm thấy nó hơi phế phế. Ô phép lửa. Ngon, ngon 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 ngon. Xe này bắn mạnh lắm. Hỏa đấy. Bỏ cái cung ra. Bỏ cung ra, bỏ cung ra. Ok, ấn nhầm nút. Cái rìu này thì nó đánh cũng được nhưng mà nó đam nó chậm không thủ luôn đấy. Đam của nó to thật đấy nhưng mà nó chậm lắm. Mình không thích đánh mấy vũ khí chậm lắm. Mình thích mấy cái vũ khí nhanh nhanh rồi mà. Đấy, vũ khí nhanh rồi. Dễ đánh. Mấy vũ đánh chậm chậm nếu đánh trúng được thì cũng có mạnh ấy nhưng mà nó phải căn chuẩn cơ. Khó chịu lắm. Woo. Game này được một cái rất là hay là ui ui mày nhọt bút nhọt ăn một gậy của lão tôn, ăn một gậy của lão tôn. Đấy một gậy của lão tôn. Hãy lấy một gậy của lão tôn. Nhờn với tao à? Nhờn mày. Nhờn mày. Chỉ là chết là bị phụt. Bố phụt test đít mày. Test đít mày. Test đít mày. Ôn con hỗn hào. Hỗn hào. Ôi ngon. Nhìn ra thấy ngon rồi đấy. Khiên xịn hơn. Thế nó vẫn đi. Cung tím. Nỏ tím. Quả thật hay cái này. Dây tím, ô cái này ngon. Cho lên. Quần này yếu mà. Tên. Tên vàng cho lên. Máu. Tên giáo này cũng khá là ngon này. Găng tay tím cho sang. Tên vàng. Ok thế thôi, lấy đây thôi. Ok. Cứ ấn nhầm nút đây. Tôi uống một máu đi, uống cái máu to này hơn là cái máu xanh nên để dành. Máu xanh nên để dành lúc ấy. Máu xanh nên để dành lúc đánh nhau ấy, lúc đánh nhau uống cái máu xanh ấy, thì nó hồi máu liên tục cho mình luôn, khá là ngon. Còn cái máu không cái tia sét đánh ngay gần mình luôn, đâu nhỉ? Ủa xả thế, gần. À, vũ khí thứ hai mình lấy đi. Cái nỏ đâu rồi? Phải đây nỏ đây. Ếch mẹ không biết bao lần mình ấn giờ rồi đấy. Quen tay ấn giờ rồi. Mất thứ skill. Cứ quen tay ấn giờ là thấy đạn mà. Mất thứ mấy cái tên ghẻ đi. Bắn tên vàng đấy. Và cô ấy bắn tên ghẻ đấy. Con ngựa đâu ấy nhỉ?
À đẹp. Alo. Mình có cái này mà. Mình cấm cái này ngon hơn này. Một cái bom lửa này cũng được, bom lửa cũng mạnh. Ui, ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi. Ngon đấy, ngon đấy. Ngon đấy, ngon đấy. Xông lên, tiến thẳng hướng thính. Giờ này giờ lấy thính rồi, bây giờ mình bá đạo rồi. Khỏe rồi, không sợ thằng nào con nào rồi. Ok, ok, ok. Máy cất. Cái mình sao mình có cái mũi tên nó gắn rắt ở rừng này. Bị bắn à? Bò đang vào kìa. Nghe bảo thính này có những cái đồ vàng ấy, đồ đặc biệt, đồ vàng ấy. Ủa có vẻ ở đây. Các thanh niên này đang ôi mình bị bắn cái tên vào tay kìa. Mày phi giáo nào á? Mày phi giáo nào á? Đánh nhau tay không đây mày. Ui. Ui thằng nó đánh ảo diệu ấy. Ui thằng nó đánh kinh quá. Khỏe thế. Mày lên ạ. Đánh kinh nó lướt ghê bãi cất luôn. Nè, chết rồi, như cật.